Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm Adorock và nhận được 1 triệu đồng token Babylink. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 685 tài khoản holder và đã phát sinh 2.188 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website của Adorock nhé. Link truy cập vào website được mình để ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Rolex của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Tiếp theo thêm token. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại bước 2 để truy cập vào website chính và nhận token. Chương trình Adorock sẽ kết thúc vào 10 ngày nữa. Rồi các bạn các số vườn bên dưới này, các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0,01 BNB mua cái đồng này để chờ cơ hội nhiều lần tài khoản phía sau này. Rồi các bạn cần làm là các bạn nhắc vào phần này giúp mình nhé, yêu cầu Adorock, nó yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhắc tiếp theo và nhắc kết nối. Lại là bỏ lỗ khi ra nếu mà không có tính được giá trị ra nếu mà các bạn nhấp vào từ chối từ một giờ một độ của lát sau để làm lại nhé. Rồi các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website cloud.net để cập nhật những video, những dự án mới nhất chuyên về balance smart chain được bên mình update lên trong web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và một số tài giao dịch tài khoản các sàn khác nổi tiếng như Remitalo, MXC, OKX, Bi, Hotbit, CoinBase, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ mình sẽ cả làm lại để là vẫn đã xem này. Giá niêm yết của nó là 1 triệu Babylink sẽ tương ứng với lại một BNB. Chưa được. Các bạn lưu ý một bên cánh tay phải là những cái dự án là nó có sắp kết thúc. Nếu các bạn bạn vào đây nhấp vào những cái nút nhận token này, nếu mà bạn chưa tham gia thì các bạn có thể vào đây để tham gia. Quan trắc tương ứng của những website này nó nằm ở phần bên cạnh đây nhé. Các bạn nhấp vào đây để copy quan trắc đó, nhấp OK và các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Rolex của các bạn thôi, các bạn dán vào. Nếu mà chưa tham gia thì hãy tham gia nhé, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án miễn phí cần thiết các bạn nào cả, bởi vì những cái dự nó có nói về cái những cái dự án miễn phí cần thiết các bạn này, những cái dự án mà mình không tham gia biết đâu được nó lại cơ hội nhiều lần tài khoản về sau. Nó ra là nhưng mình không bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án nào cả, những cái dự án mà được bên mình đưa lên website, mình thậm chí mình còn làm rất nhiều ví đó, 1, 2, 3, 4 ví khác nhau. Nên là các bạn đừng nên hãy ra lại nhé, xem có cái dự án nào mình chưa tham gia thì hãy tham gia. Rồi, quay lại trở lại website này, đây ghi lên đây thì cờ lao lại phát nữa xem nào. Rồi mã mới được do lỗi mạng Giga của nó là 0,000553 BNB này. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi giao dịch đơn độc xử lý thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Lama Drop để ủng hộ kênh nhé.
và nhấp đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clan và nhận được 1 triệu đồng token Belink. Thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.